Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Được dự báo là cơn bão mạnh nhất toàn cầu năm 2024, cập nhật về tình hình siêu bão Milton đang được nhiều người dân khắp địa cầu theo dõi. Tại Florida, Mỹ, nơi siêu bão Milton đổ bộ thẳng vào, nhiều người dân không chọn sơ tán khẩn mà ở lại. Rất nhiều người ở lại đã chuẩn bị căn phòng trú ẩn trong nhà cho bản thân và gia đình trước khi con quái vật Milton đổ bộ. Mới đây, một người mẹ sống ở Florida đã đăng tải clip ứng phó với bão Milton cho gia đình, đặc biệt là hai con. Cô cho biết mình đã dọn một không gian ấm áp cho các con ở dưới gầm cầu thang trong nhà. Cô còn khẳng định đây là nơi an toàn nhất với có chăn ấm nệm êm và cũi. Em bé cũng nằm rất ngoan trong căn phòng nhỏ. Nhưng ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip đã thu hút cư dân mạng, nhận về 5 triệu lượt xem sau một ngày. Cùng với đó là rất nhiều ý kiến trái chiều, phần lớn khuyên người mẹ nên chuyển các con sang nơi cao hơn ngay lập tức. Những người này khẳng định gầm cầu thang không phải an toàn nhất để trú ẩn, nếu không muốn nói là tệ nhất. Bởi lẽ, nước có thể dâng cao, cánh cửa dẫn vào căn phòng có thể bị đóng chặt do áp lực nước. Khi đó gầm cầu thang sẽ trở thành không gian kín, hoàn toàn ngập nước và hai đứa trẻ sẽ mắc kẹt phía trong. Một người mẹ khác ở khu vực vịnh Tampa, Florida cũng gây bùng nổ mạng xã hội khi cập nhật tình hình bão Milton càn quét qua nhà mình. Trong căn biệt thự view biển toàn bộ là cửa kính của cô đăng trên TikTok, nhiều người lo ngại cho sự an toàn của gia đình cô. Bên trong căn nhà vẫn cực kỳ ấm cúng và tiện nghi, dường như chủ nhân căn nhà cũng không có gì sợ sệt, trong khi toàn bộ cửa kính bên ngoài chẳng hề có bất kỳ sự gia cố đặc biệt nào để chống bão. Người mẹ này mang tất cả đồ đạc của con mình và em bé vào nhà vệ sinh tầng 1 và cho rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ con, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Cộng đồng mạng cho rằng một số người dân có vẻ như vẫn rất rừng rừng và không thực sự sợ hãi lắm trước siêu bão quái vật Milton. Trên Threads, bức ảnh phòng trú ẩn của một người đàn ông ở Plant City, Florida cũng đã thu hút 1 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Vốn là phòng tắm nhưng được chuyển thành phòng trú ẩn với thảm và chăn để nằm, pin để cung cấp điện. Ngoài ra căn phòng còn có cả kệ tủ tivi và quạt được đặt trong bồn tắm. Người đàn ông cho biết mình đã đóng gói tất cả vật dụng có giá trị vào thùng và cất giữ vào căn phòng an toàn này. Tuy nhiên nhiều người cho rằng thay vì tivi và quạt, chủ nhà nên dự trữ nước sạch ở trong bồn tắm vì đây mới là thứ cần thiết nhất. Bên cạnh đó, anh cũng nên bọc tấm gương lại vì nó có thể bị vỡ và rơi xuống làm bị thương người ở trong phòng. Với những góp ý này, người đàn ông trả lời mình đã dán bạt gương và dán tất cả cửa kính trong nhà. Còn về vấn đề nước sạch, anh đã dự trữ trong một bồn tắm khác, có thêm 20 lít nước uống và 50 chai. Bão Milton đã tiến vào bờ biển phía tây Florida sớm hơn và chạy hướng về phía nam so với dự báo. Cơn bão đổ bộ gần Siesta Key với cường độ bão cấp 3, sức gió mạnh nhất 195 km/h. Các quan chức ở hạt Martin thuộc bang Florida của Mỹ cho hay đã có một số người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại khi bão Milton tấn công bang này. Cơ quan cứu hỏa hạt Martin cho hay một số ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng. Theo NBC News, phát ngôn viên đơn vị cứu hỏa hạt Saint Lucie cho hay có 2 trường hợp thiệt mạng được xác nhận và nhiều người khác đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, một quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp của bang này cho hay các báo cáo sau khi lốc xoáy ập xuống Florida khi bão Milton tiếp cận bang này cho thấy hơn 100 ngôi nhà đã bị phá hủy. Theo PowerOutage.us, có hơn 2 triệu khách hàng không có điện ở Florida. Các quan chức hạt Martin kêu gọi người dân nên tiếp tục tránh xa đường. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Martin cũng đã thực hiện lệnh giới nghiêm trên toàn hạt từ 9 giờ tối ngày 9 tháng 10 đến 6 giờ sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Vì thiệt hại đáng kể do nhiều cơn lốc xoáy ở hạt Martin gây ra, cũng như điều kiện thời tiết xấu đi dự kiến. Tiếp đó, đài NBC News đưa tin hạt Saint Lucie đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong. Đài truyền hình WPTV trực thuộc CNN đưa tin nhiều người đã tử vong tại quận Saint Lucie nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của tiểu bang sau khi một trận lốc xoáy tấn công khu vực này. Đôi khi, gió mạnh đến mức làm rung chuyển các bức tường và cửa sổ. Cảnh sát trưởng Keith Pearson nói với hãng tin rằng có nhiều người đã thiệt mạng tại câu lạc bộ đồng quê Spanish Lake, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng. CNN đã liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng và quận để biết thông tin. Quận Saint Lucie nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida, cách Sarasota khoảng 140 dặm về phía đông trên bờ biển Vịnh. Siêu bão Milton sẽ tiếp tục gây ra tình trạng mưa lớn, gây ngập lụt và gió mạnh ở cả khu vực gần và xa nơi tâm bão đổ bộ.
Theo cơ quan thời tiết quốc gia, tình trạng khẩn cấp về lũ quét, mức cảnh báo lũ lụt cao nhất đã được ban hành cho Tampa, Saint Petersburg, Riverview và Palmetto. Đây là mức nâng cấp của mối đe dọa lũ lụt đáng kể đã ban hành trước đó. Clearwater và Saint Petersburg cũng đang trong tình trạng báo động khẩn cấp về lũ quét. Trước khi cơn bão Milton đổ bộ, đã có báo cáo về hơn 30 lốc xoáy xảy ra ở khắp bang Florida, khiến nhiều trang báo ở Mỹ gọi đây là đợt bùng phát lốc xoáy. Không chỉ vậy, ở bang Florida cũng phá kỷ lục về số cảnh báo lốc xoáy trong một ngày, với 116 cảnh báo lốc xoáy được đưa ra. Số lốc xoáy này đã tàn phá khoảng 125 ngôi nhà. Một số nơi đã thông báo có nhiều thiệt hại về người. Sau những cơn lốc xoáy đó, thì bão Milton bắt đầu đổ bộ. Sau khi bão Milton đổ bộ, Saint Petersburg, thành phố đông dân thứ 5 tại bang Florida của Mỹ, đã gây ra sóng cao 8,57m ở vịnh Mexico. Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho biết, một số khu vực tại Venice, thành phố thuộc hạt Sarasota ở phía tây nam Florida, bị ngập nặng khi bão Milton đi qua. Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước khi mực nước dâng cao đến gần biển chỉ đường. Nhìn từ vệ tinh, thời điểm bão Milton đổ bộ vào bờ biển Florida là khoảnh khắc rùng mình và gây nhiều lo ngại với các chuyên gia dự báo bão. CNN lưu ý, cấp độ của bão Milton thay đổi, nhưng tác động nguy hiểm của cơn bão từng là siêu bão cấp 5 này thì không. Dự báo mối nguy hiểm của bão Milton sẽ lan rộng tới hàng trăm km tính từ tâm bão. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão tiếp tục gây ra tình trạng nước biển dâng, đe dọa tính mạng, mưa lớn gây ngập lụt và gió mạnh ảnh hưởng tới cả những khu vực xa tâm bão đổ bộ. Theo PowerOutage.us, khi bão Milton đổ bộ Florida, tình trạng mất điện ở Florida đã tăng gấp đôi chỉ sau hơn 1 giờ. Những vụ mất điện đáng kể nhất xảy ra ở hạt Sarasota, nơi Milton đổ bộ, và các hạt Manatee và Hardy gần đó. Tình trạng mất điện dự kiến sẽ tăng lên khi gió di chuyển vào bên trong tiểu bang do ảnh hưởng của cơn bão Milton. Mới đây, trước khi siêu bão Milton đổ bộ đất liền, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời 275 công nhân điện đến trú bão tại một khu nghỉ dưỡng riêng tại Miami, bang Florida. Những công nhân này được giao nhiệm vụ sửa chữa mạng lưới điện tại bang này sau khi cơn bão đi qua. Ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Trump, đã chia sẻ tin tức này trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X, rằng thật vinh dự khi có 275 công nhân điện ở đây với chúng tôi. Các bạn thật tuyệt vời và Florida trân trọng các bạn. Hãy tận hưởng những căn phòng ở đây và giữ an toàn khi bão Milton đi qua nhé. Bài đăng này xuất hiện sau khi ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa ra mắt trang GoFundMe vào đầu tháng này, một trang web gây quỹ cho các nạn nhân của bão Helene, cơn bão đã đổ bộ vào vùng Big Bend của bang Florida hồi cuối tháng trước. Trang này hiện đã quyên góp được hơn 7 triệu đô la Mỹ. Khi cuộc bầu cử Mỹ đang tiến gần đến ngày bỏ phiếu vào tháng 11, bang Florida, một trong những bang chiến trường quan trọng, liên tiếp hứng chịu những cơn bão lớn là bão Helene hồi cuối tháng trước và siêu bão Milton mới đây. Những cơn bão này cũng đã biến bang Florida thành tâm điểm của làn sóng chia rẽ đảng phái, theo nhận định từ giới chuyên gia. Trong thời gian gần đây, ông Donald Trump thường xuyên chỉ trích chính quyền của ông Biden, bà Harris, không kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ tại các tiểu bang trên khắp bờ đông, đồng thời cáo buộc Nhà Trắng đang sử dụng tiền quỹ cứu trợ cho dân Mỹ để phục vụ dân di cư.